Xin cảm ơn các anh chị em rất nhiều. Và sau đây Bình Thiều xin gửi cho cả nhà một nghệ phẩm những đôi mắt hoa châu. Những đêm dài anh ngồi nhìn hoa châu rơi, nghe vùng tâm tư cháy đỏ xoay ngang lưng trời. Những đốm mắt hoa châu bừng lên trong màn tối, khi mắt em sáng ngời theo anh đi ngàn lối. Những đêm không ngủ anh ngồi tâm sự cùng hoa châu rơi. Ôi đẹp làm sao màu hoa châu, đêm đêm tô son tô phấn những con đường. Ôi những con đường mang nặng đau thương, cho anh nhận diện quê hương giữa đêm đen buồn bằng những dòng sông chạy xuôi đêm trường. Ôi những dòng sông nhẫn nhục đau thương, dưới ánh châu hồng anh ngồi gọi thầm tên em. Mơ một ngày mai pháo nổ vang trên lối về, những đốm mắt hoa châu là hoa đăng ngày cưới. Khi chiến tranh hết rồi tương lai ta tìm tới, có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc lối yêu thương. Làm sao màu hoa châu, đêm đêm tô son tô phấn những con đường. Ôi những con đường mang nặng đau thương, cho anh nhận diện quê hương giữa đêm đen buồn bằng những dòng sông chảy xuôi đêm trường. Ôi những dòng sông nhẫn nhục đau thương, dưới ánh châu hồng anh ngồi gọi thầm tên em. Mơ một ngày mai pháo nổ vang trên lối về, những đốm mắt hoa châu
là hoa đăng ngày cưới. Khi chiến chinh hết rồi, tương lai ta tìm tới, có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc lối yêu thương. Có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc lối yêu thương. Đây là chủ quán nha, chủ quán rất là vui tính nha. Rồi chào mọi người nha.